Wow, giới thiệu bạn, đây là một dàn siêu xe cảnh sát này các bạn này. Một xe, hai xe, ba xe, bốn xe các bạn nhá. Rất là nhiều màu sắc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ từng xem từng loại xe. Đây là xe cảnh sát màu nâu, màu xám. Chính xác là màu xám. Đây là xe cảnh sát màu xanh lá cây. Đó, tất cả đều rất là đẹp. Đây là xe cảnh sát màu xanh nước biển các bạn ạ. Tiếp tục đây là một loại xe cảnh sát màu vàng. Các bạn thích xe cảnh sát màu nào nhất các bạn ơi? Xe cảnh sát màu vàng đây. Đây, bây giờ mình sẽ cho xe cảnh sát màu xanh nó chạy các bạn nhá. Chạy đi nào. Đó. Đó, xe này hơi yếu, không chạy được các bạn ạ. Bây giờ mình phải dùng xe khác để đẩy nó. Đó, xe màu vàng tông vào đít. À, đổ rồi. Tiếp theo là xe màu nâu, màu xám. Đó. Rồi, đâm vào tường mất rồi. À, rồi rồi các bạn ơi. Đây là xe cảnh sát màu xanh nước biển nhá. Đó. Rơi rồi. Bây giờ mình sẽ thử chồng chúng nó lên nhau xem nào. Xem là nó có đẹp không nào. Đấy, xếp lên nhau nhá. Cái này phải kéo leo lắm mới xếp được các bạn ạ. Đó, ba cái rồi. Cái thứ tư đâu nhỉ? Đấy, cái thứ tư này xếp lên nào. Có vẻ là hơi khó rồi, rơi rồi. Không xếp được các bạn ơi. Khó xếp quá, khó xếp quá. Thôi không xếp đâu, bây giờ mình sẽ chơi trò khác đi. Đó, xếp có được đâu. Đấy, vẫn không được, thôi thì chơi trò khác với nó vậy. Đây, để cho nó đua các bạn nhá. Xem xe nào về đích trước. À, wow, 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 wow. Tất cả đều chạy rồi, còn cái xe màu xanh này chưa chạy các bạn ơi. Đó, nó chạy này. Hình như cái xe màu xanh này nó yếu nhất đấy các bạn ạ. Xe màu xanh lá cây này này. Đó, không rơi xuống được này. Đấy, bây giờ mình sẽ lại dùng nhà vô địch màu vàng này nhá. Phúc nhá. À, cả hai xe đã rơi xuống rồi. Chiếc xe màu vàng chúng ta là nhà vô địch các bạn ơi.